Xin chào các bạn khán giả đã quay trở lại với tin tức mới. Rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong các bản tin nóng nhất có trong ngày. Ngay bây giờ, các bạn hãy dành ra ít phút để cùng với mình cập nhật tin tức mới nhất có trong ngày hôm nay nhé. Hà Nội, trong một tuần, hai bảo vệ hai tòa nhà trên phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm tử vong không rõ nguyên nhân. Trong vòng một tuần, hai nam bảo vệ 47 và 51 tuổi làm việc tại hai nhà hàng số 9 và số 16 phố Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội được phát hiện tử vong không rõ nguyên nhân. Ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm ngày 16 tháng 8 cho biết nam bảo vệ 51 tuổi quê nghệ an tử vong tại nhà hàng Slovilla số 16 phố lý thường kiệt. Một tuần trước ngày 9 tháng 8, người đàn ông 47 tuổi quê thái bình cũng là bảo vệ làm việc tại nhà hàng vua trả cá số 9 phố lý thường kiệt cũng được phát hiện tử vong không rõ nguyên nhân. Như vậy trên cùng một dãy phố lý thường kiệt thuộc địa bàn phường phan chu trinh quận hoàn kiếm hai bảo vệ tử vong đều chưa rõ nguyên nhân. Ngay khi nhận tin báo, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo công an quận, trung tâm y tế quận, Ủy ban nhân dân phường Phan Chu Trinh phun khử khuẩn phía ngoài, dựng barrier bảo vệ hiện trường và triển khai lấy mẫu xét nghiệm test nhanh COVID-19 đối với các nạn nhân. Bước đầu họ đều âm tính với SARS-CoV-2. Cơ quan chức năng đã chuyển thi thể các nạn nhân sang bệnh viện Đa khoa Đức Giang vừa rồi là những thông tin vừa tổng hợp trong ngày của tin tức mới cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh của chúng mình đừng quên để lại ý kiến đóng góp hay chia sẻ cảm nhận bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo